Thì ngày hôm nay thì em rất là vinh dự được đại diện cho phía công ty Thiên Tân được đến thăm gia đình bé Thu và cũng như là trao cho bé một số học bổng của chương trình Trời Ước Mơ. Cái quỹ học bổng này thì được cũng có là từ rất là lâu rồi do tâm huyết của chủ tịch Huỳnh Kim Lập. Thì quỹ học bổng này á, sẽ theo chân cho bé Thu từ bây giờ cho đến khi là bé tốt nghiệp sang lớp 12 luôn, với cái mức là cho cấp 1 sẽ là 500.000 một tháng, cấp 2 là 700.000 một tháng và cấp 3 là 1 triệu một tháng. Cũng xin thay mặt gia đình là cũng cảm ơn chân thành hết các anh chị em hoặc tập đoàn Thiên Tân đã hỗ trợ và giúp đỡ gia đình. Thay mặt cho chủ đoàn xã thì xin chân thành cảm ơn công ty Thiên Tân và các anh chị đã luôn đồng hành cùng chương trình và đồng hành cùng bé Hồi Thu. Một lần nữa thì về phía địa phương thì Hà sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện để có điều kiện tốt nhất để bé mà có những ước mơ sau này hơn ạ. Chân trời ước mơ. Quý vị, chương trình Chân Trời Ước Mơ tuần này là trường hợp của em Đinh Duy Tính ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, và bên cạnh là anh Đinh Duy Thống là ba của Tính. Anh Thống thì bị tai biến 3 tháng rồi và hiện tại thì sức khỏe đang vẫn còn rất là yếu. Anh ơi, mình bị tai biến là bị những cái bộ phận gì trên người ạ? Không có liệu hết bên. À, là một bên, một phần nữa rồi. Nói chung là cũng tâm như nó tập luyện cho nó hồi gục lại cái đi lẹ rồi trong nhà rồi cho nó được. Dạ. Phải làm việc vãi con. Từ cái hôm mà bị tai biến tới bây giờ khi mà tập luyện thì anh thấy là sức khỏe của mình nó có cải thiện được nhiều không anh? Nói chung là mới bị á. Dạ. Là không có ngồi được. Nằm xuống, ngồi dậy phải có người đỡ, người bữa nay thì cũng đỡ được rồi, cũng mình ngồi được là cũng đỡ tiền bớt rồi. Dạ. Thêm nó cũng có hồi phục, tiến triển được chi đỉnh. Dạ, vậy là cũng mừng rồi à. Tính có giúp được gì cho anh không? Nói chung cần là nó rót miếng nước, nó cũng rót được miếng nước. Dạ. Con thấy ba bị như vậy thì con cảm thấy sao? Rất buồn. Con mong muốn cái điều gì cho ba không? Muốn ba bớt bệnh và đi lượn lờ cho con. Bùi Trần Ngọc Diệp là mẹ của cháu Đinh Duy Tính. Nhà thì có 6 người. Cháu lớn là học 11, cháu giữa là học lớp 9, cháu Tính là học lớp 2. Trước đây thì đi phụ hồ, đi với ảnh hơn. Bây giờ ảnh bị giải mà cũng ở nhà là chăm cho ảnh hơn, bây giờ cũng chưa có biết lộn hết. Có được không? Hôm nay em uống thì được. Cháu ngủ đồ nó có đau hay nhức đồ trong đầu như mấy hôm mộ hôm. Cháu như lạnh nhất lắm ạ. Nhất có hơi 3 giờ sáng như vậy, xoa bóp. So với những ngày trước thì nó có hơi tiến triển chút phần nào không? Chừng có chân của ta chưa có cử động được. Cháu có tính là đi đến bệnh viện để tới khóm mà khóm lỡ cái đào mà nó bị đó không, hay là mình ở nhà tập luyện vậy? Cái này mình tập thấy cũng không phải tới khóm mà có cái đào với nó là thôi. Cuộc mà ở gần đây cô hiểu rõ về gia đình của cháu thì cháu là lao động chính ở trong gia đình đây, nuôi một mẹ già mát nó bị mù một con, rồi còn nuôi là ba đứa con. Rồi từ ngày mà cháu bị đến nay thì tất cả là rau bò phải bón
để cho cháu đi chữa bệnh. Rồi cũng nhờ bà con chồm xóm là tới ủng hộ giúp rồi cho cháu. Mà đến nay thì cháu cũng đỡ tổn phần nào thôi, nhưng mà cháu cố gắng là tập, duy trì tập suốt ngày. Và đi bệnh viện sang, nhưng mà cháu về vẫn tập suốt ngày để cho nó tiến triển thêm. Mà cô thấy thì nó cũng mới tiến triển sơ thôi, chứ còn cũng chưa có tiến triển nhiều. Tôi là năm nay 35 tuổi rồi, mà giờ có thế tôi là Đinh Duy Thắng, mà giờ nó bệnh tê biến, bây giờ nó đi đúng gì không được đó. Con gái tôi là Bùi Thị Ngọc Diệp đó, bây giờ nó phải lo hết cho ba đứa con, cho chồng nó rồi cho tôi nữa. Con mét tôi thì hầu giờ nó bệnh lao rồi một con, thì tôi cũng lo ăn bình thường, nhưng rồi sau này coi như là từ mấy năm nay là con còn cái con sót nó mờ rồi, nó mờ không thấy đường nữa. Bây giờ là sập sệ trong nhà thôi chứ không có làm được cái việc gì nữa chứ. Cái chuồng này là lúc trước mình nuôi trâu. Lúc trước mình nuôi trâu. Bây giờ thì cái chuồng nó trống không luôn. Thì ảnh bị là bớn lấy tiền đi luôn lo cho ảnh thôi. Dạ. Nói chung dư là cũng cái dư con trâu đó, của là cũng có trăng con trâu á, là mua hồi 27 triệu. Dạ. Mà bớn thì có 23 triệu thôi, nuôi hai lỗ luôn. Dạ. Cứ mượn thêm nữa, chứ cũng ở nhà thì cũng bao nhiêu đó thôi. Dạ. Cái lồm lộm là cũng đủ cho trẻ nó đi học. Rồi đến bây giờ thì mình còn nợ tiền ai nữa không? Có chứ, nợ vừa rồi anh bị là có mượn. Dạ. Có mượn gần cả 100 triệu đó, lo cho anh đó. Như anh chia sẻ thì chị cũng không có đi làm được cái gì để mà... Không muốn đi làm gì hết. Nhà lo sót bên nhà anh thôi, lo cho anh từ đầu cứu với thôi chứ. Đâu chưa có tự được tới gì hết. Ai ăn uống cũng đốt, chứ cũng không tự sốc ăn được. Như hồi trước là anh đi thợ, còn chị thì chị phụ mỗi ngày là hai vợ chồng mà kiếm được khoảng bao nhiêu? 500 ngàn đó. 500, dạ. Như vậy là cũng được. 500 thì dạ. Cũng có đi chợ ăn hàng ngày, cứ cho con đi học. Dạ. Nói chung là hồi bình thường thì cũng không... là để đủ là đáp đủ cho con. Dạ. Mà công việc nó có thường xuyên không chị? Cũng thường một năm thì vỗ lồn 3 tháng là lồn kiệt lực lắm. Nhà mình có ruộng hay là có đất gì để mà mình canh tác thêm không? Ruộng thì nhà 6 người 6 cái miệng ăn mà hơi sầu ruộng. Dạ. Thì cũng đâu có đủ. Là con ruột là cứ âu lo miết là bây giờ mấy đứa cháu đoan đi học, bây giờ tiền bỏ cái đâu mà đi học. Thì ba nó có nói là bây giờ hay ba lộn không nấu gì, giờ bây giờ có con nghỉ học chứ giờ lộn thôi ba nuôi được. Bây giờ con một mình mẹ con, mà mẹ con phụ giúp cho ba thì lộn thôi mà lo được đây. Thì ba nó cũng nói vậy được khác. Bây giờ cô cũng cắt theo thôi chứ giờ cô có biết nuôi thôi đâu. Từ cái bữa anh bệnh nay là không có lồn gì ra đồng bọt nữa hết. Chỉ nhờ bà con hàng xóm và anh em mạnh thường quân nói chung là cũng cho góp rồi lo thuốc lo men cho anh. Chị Na không đi học không? Dạ có. Chị Na có tiếp cô bây giờ? Dạ có. Con hỏi cô giỏi nè, cô thưởng nè. Con thưởng hay nha. Nhưng là bây giờ là cái bệnh của anh bây giờ hy vọng là anh khỏe để anh ở nhà, để con rồi nó đi học đi về đó có cho anh ở nhà.